Mến chào cô chú anh chị đã đến video tiếp theo của Vương Phạm TV. Và ngày hôm nay lại cùng đồng hành với Vương là thầy Lương y Võ Văn Phố. Tới đây có cô phiên dịch để giúp đỡ cho những hoàn cảnh của những người đồng bào Rackline. Thì Vương và thầy đã tới một cái hoàn cảnh, nhưng mà trong một cái khu làng, nhưng mà khu làng này nhỏ nhỏ thôi. Mà Vương vào đây thì Vương không có biết những cái tiếng của những người đồng bào Rackline á, thì Vương cũng nhờ tới cô để giúp đỡ cho bà con ở khu vực này luôn, là để phiên dịch ra là thầy Phố và Vương để hiểu được những cái lời nói của bà con ở đây và để giúp đỡ cho bà con cái sức khỏe. Thì cái sức khỏe của bà con thì Vương nghe được là như thế nào vậy cô? Cô có thể là chia sẻ giùm con được không? Như mình là em gái của chị đây trong nhà, bệnh hồi lúc đầu thì bà té, đi cấp cứu cũng không có được. Mà nãy giờ tôi thấy thầy làm, thấy là gật qua gật lại được, lắc qua lắc lại. Mà bệnh của chị mình là 4 năm nay rồi, chữa cũng không hết. Vậy là 4 năm hả? 4 năm rồi thầy. Rồi cô nói tiếp. Nói trong bốn hết. Năm đó là bắt đầu đi chích, đi mua uống thuốc cũng như vậy, cũng không bớt. Chị thấy tại trong thấy cái clip này là có thầy giúp đỡ những chứng bệnh này, tôi em cũng cảm ơn rất nhiều. Cái chứng bệnh này là mau muộn cũng nhanh có bước chân đi được, làm được để trải qua cuộc đời sống. Nghe 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 cô nói là cái cô này là đứng không được, đi không được, đi không ẩm được, bồng ẩm bồng không mới được đi. Mày đấy Nó te hết một khúc quãng đường đây rồi. Vì đi đâu là người khác mắc ẩm. Nheo cũng không có cảm giác gì hết. Muốn đi đâu là người khác ẩm. Muốn đi đâu là có gọi là gì, con ở nhà cái gì ẩm. Mà gọi là hoạt động không được, cái gì vào cái gì. Thực vật, đúng không thầy? Nó, người ta còn gọi là thực vật. Nó liệt hết thầy kinh rồi. Dạ. Sống như một cái nó tê liệt cũng như là dạ. Đúng là thực vật. Dạ, người ta gọi là hệ thần kinh nó thì liệt, nó gọi là bại liệt hết luôn. Thì bây giờ thì Vương cũng mong cô chú chị và quý vị mình hùng Vương trong nước và ngoài nước cùng đồng hành hết cái video này với Vương để thực hư cái câu chuyện này như thế nào và để biết được thầy và Vương chung tay giúp đỡ cho bà con như thế nào nha. Bây giờ Vương xin mời cô chú anh chị cùng đồng hành với Vương nha. Đi luôn cô, đi luôn thầy. Rồi, rồi mời cả nhà theo nha. Là trong này luôn hả cô? Đó, nằm trong giường. Ở trong nhà này cô. Con chào bà nha. Rồi chào bà lão nghe. Mày nói bà nằm vậy đó hả? Nằm vậy à. Với cận cảnh của bà lão rồi đó nghe. Bà nằm không cả nhà. Đó, thấy tội nghiệp không? Nói chung là liệt hết trơn luôn, ẩm bồng không. Ủa, mà con thấy liệt hết trơn mà sao cái chân này nó co được lên nãy? Chân này chân mạnh. Chân liệt, mạnh hả? Liệt nửa thân bên kia. Vậy là liệt nửa thân thôi. Đúng rồi. Chú anh chị. Cái chân này là không cử động nhúc nhích luôn. Cái chân liệt không có nhúc nhích cử động hả cô? Liệt cái này trơn, là cô bà tự tự động ngồi dậy được không? Không được luôn hả? Rồi bây giờ là nói chung là ẩm bồng không đó hả? Rồi xin mời cả nhà theo dõi nha. Trước tiên là cũng chúc sức khỏe cả nhà. Thì hôm nay thầy xin phép nha. Dạ. Cô Hy, cái này giờ chị của cô hả? Dạ, chị. Thôi bây giờ tiến hành hả Vương? Dạ. Thầy cho mình đồng hành ha. Dạ. Rồi bây giờ đi coi cái chân kia của bà co lên co xuống được không ạ? Không được. Cái tay này cũng co quéo luôn mà không cử động được luôn nè. Để đâu là nằm đó chứ không nhúc nhích luôn nè. Đúng không bà? Cái tay này co quéo luôn cả nhà. Coi là cong y gan như là cái cặp chân gà mà bị luộc nè, cứng ngắc. Quéo luôn nè. Bây giờ bẻ ra nghe cô. Nhưng mà nó không có đau nghe. Nếu mà cô đau thì cô lên tiếng nghe. Dìa thì cứ nói ha. Đau thì cứ nói. Cứng luôn vừa rồi, bẻ ra cứng ngắc luôn. Dạ cô tên gì cô? Cô tên gì? Hả? Pinang Bay. Mà Vương cũng quên nữa. Tại vì cô không có biết tiếng Kinh. Rồi gì đau không cô? Dìa. Không. Ok, gạt ra coi. Cho nó cứng ngắc hẳn công luôn. Bây giờ cho ra cục chỏ, cho ra các bạn. Chân này cô. Chân này chân mạnh. Hẳn này. Nhưng mà mạnh nhưng mà vẫn không có đứng được luôn. Cũng yếu luôn. Chân mạnh là chỉ có nằm để dựng gì thôi nghe cả nhà. Cũng yếu nghe cả nhà. Nói chung là cô này không có đứng đi gì hết trơn, ẩm bồng không à. Mỗi lần đi đây đi đó là con nó ẩm qua ẩm lại đúng không?
Khổ quá thầy vượt. Có đau không? Hồ, có lý quá, không đau lại rồi đó. biết tiếng kinh sơ sơ đó. Con biết tiếng kinh hả? Được rồi, không đau hết cô. Chừng nào đau nói đau nha. Rồi vậy là không đau. Xuống ra nè Vương. Thẳng ra nè. Đó, thẳng cái tay rồi. Gì đau không? Không, im. Rồi bây giờ còn cái giò gà này thường thường tới nó giò gà mùng 3 hay gì đây nè. Yoga hấp Hấp rồi nó quéo. hấp Rồi mở ra cho cô Vuông nghe. Vuông chỉ nói vui thôi nha cô chú anh chị nha, Ờ nó để vui đây. cho không khí Cho nó nó vui. lạc quan và nó vui lên, Đúng để rồi. cho này là cũng lớn tuổi rồi đúng không cô? Dạ. Vậy Lớn tuổi. là Cái này hàng này tầm có độ bao 70 à. nhiêu rồi cô? Ông Minh 3 tuổi. À, Sáu, 60. Sa Sáu ủa mươi là 60 hả? kêu bằng cô là được rồi. Mày nét ơi. Nhưng đâu có lớn thì lại nhiêu đâu. Nhà mà thấy mà lớn tuổi ông thầy ha. Lớn thầy 2 tuổi. Dạ mà thấy lớn tuổi. Tết này 61 phải không? Hả? Tết này 61, thầy Tết này 59. À, cái tuổi cha mẹ sinh đó 566 mà chủ tuổi làm giấy thì 68, nó vậy đó. Rồi đau không? Ok. Lót cái đầu gối vô. Đây. Thấy chưa, chị như cái bệnh này á, Vương hỗ trợ á, nó cũng căng lắm. Nhưng mà giúp cho người ta không đau là được rồi, có sức khỏe là được rồi, thấy cô. Trời ơi, nó cứng bẻ ra, nó cứng ngắt. Trời ơi, Nó con này, này nó cứng rồi nè. quéo mà. Trời ơi, quéo. Đến nỗi mà không không xì ra được luôn. Đúng rồi, cứng ngắc. Dạ, đúng Như rồi. chừng gà luộc vậy hả? Chút nữa nó ra cái bàn tay cái cô mừng nha. Ờ, ok. Hồi đó là bác sĩ nói cái gì? Nó bị gì? Tai biến. Ok, hồi đó té hả? Vậy là cô cũng biết tiếng kinh này. Biết tiếng kinh, biết cũng ít hả? Rồi gì có đau không? Lên lên coi Có cảm giác, con thấy ngón tay là có cảm giác rồi đó, nãy là ngón cái là thuật vô luôn chú chị. là... Nói chung là tay là nó cứng đơ luôn nha cả nhà, không nhúc nhích gì hết trơn, mà cái chân này cũng không nhúc nhích luôn hả? Không nhúc nhích cử động gì được hết. Màn đấy. Ờ đau không? Sướng gì ta? Không đau là thấy im rồi đó. Không đau là được hả? Ok, có đau nói nha. Gì đau không? Học luôn. Nhớ chờ cho ra coi. Ra ra được không? Ra nè, thẳng rồi nè. Chừng nào có đau cô nói nha. Ừ không đau thôi. Im rồi đó. Im với ta. Không đau hả? Sáng ăn nhiều cơm không? Chén. Chén đầy không? Hai lưng. Lên. Lưng. Rồi ngày ăn mấy bữa? Đó là bữa. 3 bữa. Được rồi. Nhưng mà mỗi bữa ăn nhiều nhiều hơn nha. Nha. Từ từ ăn nhiều hơn nha. Cái tay gà nè. Nè, hết quéo rồi. Thấy nó mệt chưa? Bây giờ thầy làm cái chân cái đi ha, còn hồi là sạn cái tay cho cô tiếp nha. Không có cho đau miếng nào chứ. Sướng lắm. Trời ơi, tay nãy nó quéo lên gì nè, dựng đứng lên gì nè, bây giờ xuống cũng được rồi nè. Nè, để xuống được rồi nè. Nè, tay ra nè. Ồ, mừng ha. Có niềm vui cả nhà ơi. Chân này xuống đi. À, để chân này xuống đi cho cả Vậy là nhà xem. thư giãn cái chân của mình Như đó cô. như phần cho cộng đồng theo dõi cái chân để thầy làm. Ô cái tay này bây giờ nó đỡ rồi Quá tuyệt vời luôn cô chú anh nè. chị. Ừ. Để xuống được rồi nè, hồi nãy nó quéo lên nó dựng lên trên này nè. Rồi bây giờ giúp cho cái chân cho cô nha. Ông có đứng nè. Cái chân bệnh để xuống này. Rồi gì có đau không? Im hết ta. Dạ trời có này vô đi vô. Nha. Ồ, cái ngay cái đầu xương đùi. Đầu xương bàn to. Gì đau không? Im quá. Không đau là im rồi. Yêu cầu mà cái chân này nó dựng lên được là ngon nha. Chân này không dựng không gì được chứ hả? Không dựng gì được hết. Với trời ngồi dựng lên được, quơ quơ được nha. Miễn cử động được là hạnh phúc rồi đó. Cái này không nhúc nhích luôn cả nhà ơi.
Rồi lắc gì có đau không cô? Sướng rồi đó. Không đau là im mà. À, quay cái hướng này đi để chỉnh cái chân cho nó có lực coi. Rồi, ok. Yêu cầu có niềm vui là được rồi. Là cả nhà sẽ chúc sức khỏe cho cô ha. Cái nhà to nữa đây nó hơi hầm á. Thầy đổ mồ hôi cho rồi Mà sao sao cô không lên nhà trên kia ở? nè. Kêu Ở không được hả? kêu con cháu ở lên nhà trên ở cho nó mát. Mà ở dưới đây nó hầm. Mà nó thì ở đây là ai mà muốn giảm cân giống như cô này ở đây trong 1 tháng giảm xuống mấy ký luôn không cô chú anh chị? Giúp cái chân rồi có cảm giác Nó liền hết. nóng, nó hầm kinh khủng luôn cô chú anh chị. Ở đây giúp cho cô chứ không có đau miếng nào chứ. Có đau không? Không. Sướng nha. Không cho đau mà. Không đau mà hồi cô khỏe là ngon nha. Làm gì cô dễ chịu không? Dễ chịu không? Im nha. Im giường nè. Vì là bị mấy năm hả cô? 4 5 năm rồi. 4 5 năm Rồi ở đây cô có vườn có ruộng được không? Không có luôn. vậy nếu mà mình không có cái gì hết rồi mình làm gì Làm gì kiếm sống sống, có tiền mua gạo ăn cô á, không có không có tiền, nghe cũng muốn khổ rồi. Không có tiền luôn. Rồi gì đau không cô? Đó đau không? Không luôn. Nhớ trời vô bỏ cử động được cái chân là im á. Hả? 2 giờ đi không được hả? bà nói bà cầu nguyện đi chưa Bà nói để hai em này làm để em gì mà được con đi bà nói hai chân đi không được. để cầu nguyện chúa cho anh làm dùng để khỏe mạnh. Mong rằng Chúa với mẹ giúp cho cô đi ha. Ủa giúp cho cô cử động được khỏe nha. Còn nếu mà đứng đi được thì đó là một cái hạnh phúc. Chứ ẩm bồng không à cả nhà ơi. Rồi gì có đau không? Im nha. Ai Chúa lễ quá không đâu chứ. ai thầy xúc mồ hôi hả? Kệ đi không sao, mồ hôi của thầy tôi xúc càng tốt. Có gì đâu, bình thường. Ơn gì thầy, có trách nhiệm thầy phải vậy đó. Không ơn gì chăng á, mọi người khỏe là thầy mừng rồi, vui rồi. Giá trời cái chân này dựng lên được cái là thầy tập cho bà cử động. Nó nói gì thôi chứ cái duyên mai để coi cho nha. Miễn là được một chút nào là hai thầy trò mình cũng vui nha. Rồi gì đau không bà? Không có gì đau hết trơn cả nhà ơi. Sướng quá hả? Hạnh phúc. Giúp không có đau. Im lắm. Chân cũng bị tê liệt hết, bàn cũng vậy luôn, không nhúc nhích cái gì được hết. Quá ngon, giúp cho mềm mới được, chân cứng ngắc hết, bàn nó mềm rồi họ mới khỏe. Kệ ngồi đó đi cô ơi, không sao, ngồi đó đi. Hả? Làm Ừ, làm đi, chụp hình, quay phim được cũng được. Thầy dễ. Rồi, đó. Cái cổ chân nó cứng lắm. Rồi vậy có đau không? Vậy có đau không? Vậy trời. Đau không cô? Không. Đau không? Im. Gì đau không? Gì đau không? Không. Cho nó dạng. Ồ, cái đầu gối cho nó mềm mà nè. Mềm mà. Đau không? Ngon không ta? Có lý rồi nha. Ok. Dừng ở đây.
Rồi gì có đau không? Rồi. Cái chân thấy có lý đó nghe. Có lý á. Bả nữa mà chân bả cử động được rồi, mọi người chúc mừng bả nghe. Rồi gì có đau không cô? Không có gì đau hết, chỉ có nhà ơi. Lưu ý bố con phố giúp là chị khỏe chứ không có đau. Vì cho nó mềm cái khớp háng nè. Cái khớp háng đầu xương đùi bị kẹt nó vừa. Bị kẹt cứng ngắc. Rồi gì có đau không cô? Ngon lắm. Chụp hình chưa? Rồi hả? Chụp lấy người mẫu của thầy chứ. Lên Facebook luôn. Rồi gì đau không? Ok. Rồi. Rồi mồ hôi vô con mắt rồi mà nó cay ta. Nhớ thầy đâu có ăn ớt đâu. Không ăn ớt. Nói chung là mình xúc mồ hôi ra là khỏe thầy. À, khỏe. Rồi cô bây giờ á thầy dựng ở đây rồi cô chịu cái chân lên nha, đừng cho ngã nha. Nếu mà bà dựng đứng được là cái chân bà ngon đó. Chứ nào giờ không nhúc nhích mà không có kéo vô kéo ra mà không dựng mà. Liệt luôn mà. Rồi gì có đau không? Gì đau không? Không hả? Gì đau không? Em có lý. Chúc mừng nghe. Quá. Không có đau, không có gì trơn á, sướng lắm. Em được đi mừng hết sức. Ước gì như vậy chị em được đi hả? Rồi quên đi. Chúc Mẹ mừng nét ơi, ơ vỗ tay coi. Trời ơi. Trời ơi. tạ cảm Không ơn thể là cô. tạ nổi luôn. Cô mừng không? Hả? Nói lớn lên, mừng không? Mừng không? Mừng nghe. Rồi gì đau không? Khóc luôn rồi cô chú anh chị. Thôi đừng cô. Không có Nè, sao đâu. để giúp cho cô. Rồi cô có đau không nè, làm gì có đau không? Không nha. Trời ơi. Rồi cô yên Không tâm. sao cô. Đừng có cái gì mà khóc á. Đừng Cái này khóc, là đừng khóc. cái sức Để khỏe của mình. thầy giúp cho cô, đừng có khóc nha. Không có gì Khóc đâu thầy không cô. có làm được á, đừng có Ừ, khóc. đừng có khóc nha. Rồi gì được không? Rồi rồi cô làm thinh đi, dặn chút dặn chút. Để thầy giúp cho Cô. cô, nó không có đau mà im nè. Dạ. Đúng rồi, không sao đâu. Thầy cũng đã nằm Ừ. liệt mấy năm liền Rồi luôn. rồi cô làm thinh thầy mới làm được. Ừ, rồi làm Cô thinh khóc đi. là không có làm được Thầy hỏi đâu cô trả nha. lời ha. Rồi gì có đau không? Nè nè Không, nè im. chạy. Im rồi đó. Rồi cô nghe chân Rồi này ra cái đi, chân nó để thầy đang làm chân này nè. cho nó im. Cô Lý cô Hì ơi, im. Thầy ơi, cái mồ hôi nó vô mắt của thầy. Đã mấy năm liền không không Bốn hoạt động luôn cô chú anh chị. năm năm á. Dạ. Mấy năm rồi cô? Bốn năm. 4 năm. 4 năm không có Không cử hoạt động, động. không nhúc nhích luôn. Bây giờ là mình cái chân của mình là đã nhúc nhích được rồi đúng không cô? Mừng quá. Cô vui không cô? Vui. Vui. Dạ. Mừng quá. Trời ơi. Rồi cô rút chân lên đi. Mèn nét ơi. Cô nè. Một chân không? Co lên. Co lên. Ô lên. Trời ơi. Dở lên luôn Co nè. luôn rồi cô Thôi, chú thôi vậy. con. Gì được rồi. Được rồi. Được rồi. Im. Rồi gì có đau không? Rồi cái giò chân cử động dở luôn. Mèn nét ơi. Sướng. Rồi. Im quá. Chị em xúc động lắm. Bà nói bà nằm thấy Để mệt chút nữa mệt trời bà nằm mấy ba năm cử liền động khỏe là ngon rồi. rồi. Vậy là mừng rồi đó. Gì có đau không cô? Im. Vì là ngày cô ăn 3 bữa cơm. Bữa ăn Đầu có 1 nằm chén tốt hả? đó. Dạ. Nữa Biết ăn đâu nhiều người ta hơn lại nha. càng tốt Ừ. thầy, Hả? nếu mà biết đâu người ta càng tốt tốt hơn Không, bây giờ bây có giờ cảm biết rồi giác nè. là bây giờ là biết đâu rồi Giờ biết đó. rồi nè. Biết rồi. Hồi đó giờ không biết đau mà. Nhưng mà thầy làm không bao giờ đau. Thầy đâu cho đau đâu. Dạ. Thầy giúp ai cũng không cho đau chứ á. Để bảo vệ sức khỏe cho con người. Chứ thầy không làm cho đau. Ngon quá cô ơi. Rồi cô quơ coi. Lắc mạnh luôn. Mèn đét Mạnh ơi. luôn. Cử động được rồi nè. Đó. Trời ơi cô nè. Ủa, mạnh Sướng luôn. luôn. Thẳng cái chân kia ra cô. Đó. Mọi người mừng không? Rồi, mừng. Trời ơi, cô chú Cô anh chị mừng không? thấy ngộ cái chân. Mừng. Trời ơi. Hả? Ok. Chị cô gì đó cô mừng không? Chị Mừng. của cô gì cô mừng chưa? Mừng hả? Mừng hết sức luôn. Thấy chưa? Chị Mồ vô đây chị. hôi. Ơi con của cô này đúng không? Phải Con con cô không? vô đây chị, Con vô đây chị. vô Con đây. có gì Trời xin thưa ơi, cô. Ơi nãy giờ đúng bài. có người nhà vô luôn đây. Trời Trời ơi. ơi, người này là nuôi dưỡng này. Em Nãy giờ chị thấy gì không? Nãy giờ vua không dở lại chân đi, được vua luôn, đang làm cử bài. động được luôn. Quên đi Bây con, giờ quên đi. quơ lại cho con Mèn coi đét này. ở quơ mạnh luôn nè. Chị thấy gì không? Mừng không? Con không có xúc Rồi cô động. đạp chân ra coi. Rồi chị ngồi ghế Đạp đó đi, chân ra, chị đạp ngồi chân ghế đó đi. cô đạp chân ra, đạp chân Dạ. ra. Đó. Rồi cô rút vô.
Mèn đét ơi, rút vô dở chân nè. Mình nhúc rút vô. Mình kìa. Đó, ok. Mình ráng cố gắng nha cô nha. Con gái của bà mừng không? Mừng hả? Hồi nào giờ là liệt luôn, không nhúc nhích gì trơn phải không? Mèn đét ơi. Cô ly quá. Vậy là ngày bà ăn 3 bữa cơm. Bữa có ăn chén à? Ủa, một chén không? Hay là nửa chén? Nửa chén. Ok. Đã thông cái này nữa cái. Là đi đâu là cô? Chính cô là chính người ẩm bả đó phải không? Ẩm không à? Rồi ngầu, ngầu cũng đỡ bả luôn. Mèn đét ơi, công nghiệp phải không? Cái nữa coi. Đó, đau không cô? Xuống ha. Đau đớn. Rồi có vô gì có đau không? Quay cái khớp gối cái. Thẳng cái chân kia ra cô. Mồ hôi đâu mà ra hoài tới. Khỏe đó thầy. Mồ hôi thầy ra hoài à. Ok. Rồi quay khớp háng, rồi gì có đau không? Không đau luôn, sướng. Giúp cho bà không có cái nào đau hết trơn. Không phải, cái phương pháp này nó không có đau. Nhưng mà giờ không đau. Đau rồi đó. Giờ biết đau rồi nhưng mà thầy không làm không có không có đau gì hết đó. Bây giờ là rồi cô ngồi vậy đi. Cô ngồi vậy đi. Co lên co xuống là hả? Có một cái cảm giác rồi chị. Đâu đâu tôi cô tự ngồi. Ôi liệt bên đây hết trơn. Đâu cô tự ngồi coi. Ngồi dậy được không? Mình cuộn lên. Đây con đỡ cho. Ok, rồi con quay ra đó đi. Quay 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 hai chân ra đó. Không tự để tự bắt quay đi con. Ừ, tự quay đi. Khỏi dùng tay luôn. Quay cái chân kia ra trước đi. Đúng rồi, hạ theo cái chân này, đúng rồi đó. Rồi cô tự động xoay luôn. Rồi, bỏ hai chân xuống dưới luôn đi con. Rồi, rồi bỏ chân xuống dưới luôn. Ngồi xích ra. Đó, bà xích ra được. Mèn đét ơi, ngon rồi cả nhà ơi. Rồi, thòng chân xuống đi, thòng chân xuống đi. Thòng chân rồi thòng chân đó xuống luôn. Chân kia luôn, để tự động luôn. Bà nói chưa được. Đó, bà mình đem xuống cho bà luôn đi. Còn yếu của chú chị. Thầy mới hồi phục. Rồi ngồi ngay lại đi cô. Rồi, đó để thầy xuống dưới nha. Bắt đầu tới cái màn 2. Dạ đây ghế này thầy. Để con vào sau con đỡ cho cô cho. Ừ, cô ơi cô khỏi bị ngã ra sau. Ừ. Dạ. À, em. Cô ngồi gì được không? Ngồi như vậy được không? Không, ngồi như vậy được không? Được, ok. Thầy ngồi dưới. À, mỗi khi cô ngồi cũng khó nha cả nhà. Giờ có lý rồi nè. Để mang cái dây vô cái. Rồi. Đó, gì có đau không? Không. Lâu nằm quá. Xích ra chút cô. Xích ra chút. Đó, được rồi. Rồi, được rồi. À, gì có đau không? Dở gì có đau không? Không. Nó có cần cái giật chân không? Dở gì có đau không? Không. Ủa cái gì cô? Dép hả? Rồi thầy giúp mở cho cô. Rồi bắt đầu ở nhà cô tập nha. Rồi cô tập vận động nha. Rồi nằm thì vẫn co chân. Rồi giờ dở ha. Hoặc là dựng vô cái cô quơ như nãy vậy đó. Từ từ cái chân cô nó khôi phục nha. Ừ, từ từ tiến triển nó mới mạnh. Cái này là chị phải phải vận động cho mẹ nha. Ừ, co chân cho mẹ vận. Dựng lên. Co ra co vô chị. Cái chân và cái tay luôn. Phải hoạt động. Và hoạt động xong rồi để dựng gối lên. Rồi xong rồi kêu mẹ lắc qua lắc lại. Để cho nó cảm giác được về cái chân của mình đó. Đã 4 năm mấy rồi. 4 năm mấy rồi cô chú anh chị. Cũng gọi là một cái đau quá cô. Trình không nó rất là lâu rồi nhưng mà cô mà thấy mà cô như vậy luôn cô chú anh chị mà cô thấy cô hoạt động như vậy là cô thấy vui không cô? Dạ. Chân cô dựng lên qua là lâu rồi qua cái cô rút chân cô dở dở lên luôn cũng được. Dạ. Cũng nhẹ rồi đó. Vậy đó hả? Bây giờ xây được rồi. Ồ ngon quá. Rồi bỏ hai chân xuống đất coi. Bỏ xích chân ra. Xích ra nữa đi.
Rồi đứng lên đi, đứng lên. Mèn đét ơi, bà đứng được nè, buông buông đi vừa. Ờ đứng được cả nhà ơi. Vỗ tay, mừng vỗ không tay, con? Vỗ tay bà con ơi. Mừng không? Rồi ngồi xuống đây, bỏ ra xúc động ngồi xuống đây. Nào giờ không đứng nào không à? Sao Bây cô giờ vui không? vui đi cô. Ôi đừng có Không khóc không nhúc nhích đi nha. thầy còn làm đó. Đừng 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 khóc, Đừng đừng khóc khóc. nữa. Cô mừng không? Mừng. Ok. Đứng được rồi. Có lý rồi đó. Thôi cô đừng để thầy làm. Cô đừng có khóc nghe. Để thầy làm. Mừng hả cô? Quá mừng luôn. Trời ơi, Vương mừng không Vương? Mừng nghe. À, cả nhà ủng hộ Cỡ cho luôn cô á. nghe cả nhà. Quá đã luôn. Sướng quá Nói chung là rồi. cảm giác vui đó thì Hết hết được nói vậy. mình không có thể nói nổi luôn, tại vì mình lần đầu á, mình nói thiệt hay, thôi bây giờ vô đây thì vô đây thôi. Vương chỉ suy nghĩ tôi hỗ trợ cho cô cái sức khỏe bao nhiêu thì Đỡ bao bảo nhiêu? khỏe đỡ bấy nhiêu thôi, nhưng mà bây giờ mình thấy cái cảm giác của cô đã đứng lên được như vậy rồi, Hết mình sức thấy tưởng thì tượng mình hết gọi là không có thể mà nói được một lời nào nữa cô chú anh chị. rồi. Ngồi Vậy đây thôi nói con chuyện chúc chơi mừng xong cô rồi đó nha. cô. Rồi bây giờ mình tự động đứng dậy thử lại nổi không? Đứng đi cô, Đứng nổi không? tự bà đứng Tự được. luôn, mình dịu, không dịu Ờ nha, cô đứng chú anh nổi chị luôn nha. kìa, tự bà đứng luôn kìa. Rồi cô Wow. bước bước đi, một hai bước coi, Cô bước ơi bước ơi, này không sợ té, không mèn sợ té, đét ơi. không Đi được luôn, trời ơi đi đứng được đi. luôn rồi. Đi được rồi cả nhà ơi, cho chào phát tay. Wow. Rồi ok, rồi cô đi lại đi, quay lại đi, Rồi, tự cô quay lại quay đây, quay coi, lại đây. tự Quay lại tự đây quay đúng được không? luôn mèn đét ơi, tự quay được luôn cả nhà ơi. Thôi cô ngồi đi cô, quá trời bữa nay không còn thể Wow. nào nói được nữa rồi. Vậy là mình không Cô có tránh cái màn ảnh kêu đó kìa, con màn ảnh của thầy mình kêu con hồi mình nãy giờ cản hộ rồi, ấy nữa rồi. bà đi À, được phải có mà ai cô mình cản cái gì màn là ảnh mình rồi. đi đi lại được rồi. Trời Cô ơi. mừng không? Không, cô đứng để lên. Rồi cô đứng dậy đi cái nữa cho cộng đồng coi coi. Tự đứng Quá luôn đã nha cả nha, nhà ơi. cô không đụng nha. Tự đi luôn. Đi Mèn qua. đét ơi, nó mừng bữa nay. Không thể nào tả nổi cả nhà. Mừng Rồi cô ơi. cô Hy mừng không? Quá trời mừng luôn. Rồi quay lại Rồi cô, quay quay lại lại đi con, cô, tôi xem tự con, tôi tự theo quay dõi luôn con. kìa. Thôi rồi rồi. Chiến này là bể 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 thế giới luôn rồi. Thôi ngồi đi cô. Không 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 cách nào mà nói nữa rồi Vương. Dạ Vương. Hết thế nào nói được rồi. Trời ơi ba đi được mà thầy muốn khóc luôn rồi nè. Quá trời nói luôn. chung là Quá trời luôn cả nhà ơi. mình ráng cố gắng giữ Thầy gìn sức Phố muốn khỏe khóc luôn nha, cả rồi nhà. tại vì nhiều khi là hồi nãy là một điều rằng là cô cầu mong với Chúa là một điều thôi, là nãy là cầu Rồi. mong với Chúa Giêsu đúng không Con cô? gái mừng không con gái? Dạ là cô Có cầu không? mong gì, cô nói, cô Mừng cho nói mẹ còn luôn phải lại không? nghe coi cô nói tiếng Ờ Việt cô được nói đi, không? nói tiếng Việt đi. Không được Không hả? được hả? Cô cầu mong á, nãy là cô phiên dịch đó, là em của cô đã nói ra cho cô biết chứ thầy cũng biết mà cô chú của anh chị cũng biết, mà không biết là có để ý những cái lời nói đó hay không, Rồi. là cầu mong Hết chú hết tả để nổi luôn. có một cái sức khỏe và chú đã ban, và cảm ơn thầy rất là Không, nhiều. cái đó trách nhiệm của thầy Dạ con. cảm ơn thầy rất là nhiều, là một điều rằng là thầy đã hỗ trợ cho cô đã Đi đứng được rồi, dậy mai mốt 4 đi năm được luôn liền, rồi đó. hình như là Ừ. 4 năm liền. Chị qua đây nè chị. Chỉ nằm thôi. Chị qua đây, Cô chị Hy đâu rồi? cầm ghế qua đây luôn chị. Vô. Mèn đét ơi, thiếu cô không có được, vô đây. Là 4 Vô ngồi năm kế thầy liền nè. là mình có đi điều trị đâu. Vô ngồi kế chị Dạ. nè. Dạ. Bữa mới Mèn bị đét xuống ơi, bệnh viện đi muộn đi đại rồi, ngang đi không có sao. điều trị Rồi mà đây đi. ở Mèn nhà đó, đét có chồng ơi. cưới 1 tháng Đi mà được giờ luôn mẹ rồi. từ đó tới giờ không chồng Mừng không cưới nữa, cô? nó cũng không muốn luôn. Mừng cho Cảm chị ơn phải thầy không? nha, cảm ơn thầy, cảm ơn hết, mừng hết lòng luôn. Trời ơi, thầy Cảm muốn ơn khóc thầy luôn. để đi được, để mình kiếm tài hòa Bữa với nay cô thầy mừng đó. không? Tại vì Quá chị của trời quá em mừng. là 4 năm nay rồi đi không được, nằm chỗ không. Trời ơi, Nói cô chung là mà ẵm cái này bồng cũng là mỏi mệt giống lắm. như là một cái phép màu của chú anh chị, một cái phép màu đã đang ban tới cho cô và gia đình cô, để cho cô có một cái sức khỏe là để đi lại. Trời Mà Vương ơi. nói thật, mà gọi là một điều rằng là 4 năm liền, Vương nói thật, 4 năm liền mà một con người mà không hoạt động thì mình nói thiệt bỏ không rồi cô chú anh chị, Không nhúc nhích luôn Vương. gọi là bỏ không luôn đó thầy. Bỏ không, Nhưng không ai mà chị nữa. bây Đúng giờ rồi, như vậy thì nói chung là bây giờ là cô đã bước đi, nói chung là một đi vững cái luôn mà á. Vương không nói được một lời nào luôn.
thầy hết biết đường đó Vậy là chúc mừng cô nha. mừng quá Vậy mời là mốt cô đi được rồi đó, mình có lòng tin không vào bên cần không cần nhờ ấm nữa rồi, chú sẽ ở bên mình nha nhưng cô mà nha. mời mốt mẹ đi rồi. Con phải đi phía sau Em mẹ nghe, chiều quá chiều đi hay theo mẹ cho mẹ đi để cho mẹ mạnh lên là nha, không có ẩm nữa, thứ nhất mời là mốt mẹ đi được rồi đó con đi theo. mình chiều cho mẹ, thứ hai nữa là sáng tập, trưa tập, chiều tập. Tập là những cái mà mình co thẳng gối này, co gối này, thẳng co này, em phải hỗ trợ. Ô lộn, chị được nhiêu tuổi rồi? Nhỏ 30 tuổi. Nhỏ hơn con 30 tuổi hả? Lớn hơn Vương có rồi, chút chị tí, đi đứa kêu con hơn ấy. lớn 3 Đây tuổi. là Vương xin lỗi, em xin lỗi chị nha. Là chị phải hỗ trợ cho mẹ để co ra co vô mỗi buổi sáng. Rồi chị mẹ đi đâu á, chị phải đi kế bên. Dìu nhẹ thôi, đừng có mà nắm tay rồi dìu dìu dìu, thì để cho mẹ gọi là cái nghị lực của mẹ mẹ để mẹ đi, để cho nó cứng cáp hơn. Chừng nào mà mẹ đi cứng cáp rồi á thì thả ra để cho Vương, mẹ đi nha. Vương, Dạ coi như là mẹ đi đó, rồi bắt đầu người con gái nè, đi kế bên sau là lưng, đi không cần dìu. đi đỡ thôi, đi Đó, đỡ mẹ có đưa yếu bằng chụp ngã hai bằng hai cái đỡ vai, thôi. đó. Dạ Nhưng mà mẹ nãy đi đâu có bê đâu. dạ không Mẹ con đỡ Đét luôn, ơi đi vững luôn, đi nãy không đi bê theo luôn. thôi, đi đi sau lưng người Đúng, đi ta. sau lưng thôi, để cho bà đi, cho bà mạnh lên. vậy Bà là đi 2 ngày là bà đi luôn, vậy mạnh là luôn. ngày hôm nay là rất là vui, rất là vui, và Trời đặc ơi. biệt là cái đôi chân của cô đã hoàn thành. Vậy là còn cái tay nữa thầy ha. Giác này thầy đứng hệt luôn Dạ rồi. Hết nói nên chúc lời, mừng cô nha. giúp Còn cái cái tay tay nữa, cái còn cái tay nữa mình giúp cho cô, để cho cô cầm cái bát cơm để ăn cái luôn. tay nãy giúp là Dạ nó cũng ra nè, dạ nhưng mà hồi mình nãy giúp là thêm quéo vậy ha, luôn nãy nó ngoéo vậy nè, y chang như là nè. cái giò gà luộc à, dở gà nè. Rồi mời mốt cô ăn khỏe nha, cô đi mạnh nha, rồi Chúa sẽ độ cô, sẽ hộ cô, quá êm à. Hồi gấp đó giờ có châm cứu không? Không, Hồi, rồi lúc hồi trước mà mẹ có bị té là tôi châm cứu ở bệnh viện, xong về nhà châm cứu được 1 tháng, từ đó tới giờ không châm cứu nữa. nó châm cứu nó ổn không, đỡ Không cũng vậy, không vậy hả? Rồi mẹ cũng nhấp nháp thầy làm gì rồi cô mừng không? sao có. Cô thì nói chung là thầy kêu bằng con được, bởi vì thầy gần 60 rồi, thấy không? Nhưng mà thầy kêu con bằng con là bình thường nha. Đau không con? Không, dở lên đó, để quay nhẹ cái coi, gì có đau không? Không, quá êm, cô này có Chúa độ, bởi vì mau mạnh mau hết. Rồi hôm đó giờ thì cái còn duyên là chồng lớn lắm. chồng của cô đâu? Rồi Chồng cô cô chắp tay vô. ông bà Nè nè nè, cô đang tay vô, đang tay vô. cũng bệnh đau, Đúng rồi, đang tay vô. giờ Bây đây giờ tay nó bây hết giờ quéo là nè, đang tay dễ nè Vương. nhăn vô mướn. Vương, tay hết quéo rồi, bây giờ đang sọt vô dễ luôn. Rồi cô thẳng tay ra, thẳng ra. Rồi dở lên, Thẳng thẳng không dở lên. cô, gió lên cao luôn. Đó, hàng ngày là khi bà tập gì nha, để cho cái vai của bà nó nhẹ ha. Phụ mẹ nâng lên, nâng vừa thôi đừng nâng cao quá đau nha, Ôi, cố gắng. bà đi được rồi mà bà tập gì là từ từ là nó ngon luôn. Thôi bây giờ cuối lại thì thầy cũng rất là vui mừng. Cô có vui mừng không? Dạ vui mừng. Vui mừng ha. Thôi bây giờ thầy cũng thay mặt cộng đồng mạng gần xa trong và ngoài nước tổng hợp về ở đây, thầy đại diện và thay mặt xin cảm ơn và chúc sức khỏe cho cô được mạnh mẽ nha. Thầy chỉ bệnh mọi người, thầy cảm ơn mọi người luôn, là tại vì có mọi người thầy mới có cái đức. Nếu không có mọi người thầy không có đức đâu. Cho nên thầy thay mặt cộng đồng mạng gần xa trong và ngoài nước xin cảm ơn cô và chúc sức khỏe cô càng ngày càng khỏe mạnh hơn nha. Rồi chúc mừng cô. Gái mừng không? Bắt tay thầy coi. Rồi chúc mừng, rồi nhớ nha, cho bà đi rồi tập nha. Rồi cô đứng đi cái nữa đang kết thúc video cô. Trời ơi nó đã gì đâu á. Đứng đi nhẹ luôn cả cha, cả nhà ơi. Mèn đét ơi coi kìa, tự đi luôn phải ru luôn. Vương đi ra con. Bà đi được rồi. Đó, thấy chưa? Rồi Quay xe lại đi lại luôn, cô. quay lại luôn, Quay đi từ 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 thôi. từ. Không thể nào mà tả nổi cái video này luôn. Dạ Buông đi bà đi được rồi. Khỏi dạ cần dịnh gì hết á. Thầy ơi đi không có bê, không có yếu luôn nghe cả nhà. Đi được luôn rồi đó. Thôi, trước tiên là Lương Y Võ Nhân Phố xin chúc sức khỏe cả gia đình, đem lại cái hạnh phúc an vui và lành mạnh đầy sức khỏe nha. Thầy cũng cảm ơn con, bởi vì con cũng là một người để kết nối đồng hành với thầy. không, mà cái này là con rất là quý thầy và con cảm ơn thầy. Ok Nói chung là cô, con biết cái gì mà con đền đáp thầy cả, và
như qua một lời, con cảm ơn thầy rất không, nhiều ạ. Thầy cho đồng hành với cùng nhau để cứu giúp mọi người là đó là được rồi con. Vương rất là vui là một điều đã có thầy Cơ Bôn đã hỗ trợ cho bà con được một cái sức khỏe này kia nọ để cho bà con được mạnh khỏe, Vương rất là vui. Rồi. Dạ. Thầy cảm cũng cảm ơn cô Hy. Thì cả nhà, đây là chị của cô Hy, nhưng mà cũng là một người cũng là ơn với thầy Phố. Dắt thầy Phố qua đây để giúp cho chị mình. Cũng chúc mừng sức khỏe cho cô Hy. Yeah. Mong rằng sau này kết nối với cô Hy rồi dẫn cứu nhiều người hơn nữa. Để cái phước đức của cô cũng rất là lớn nha. Rồi chúc sức khỏe cô và chúc mừng cô. Rồi. Cảm ơn vài lời, cảm ơn thầy. Cảm ơn cháu Vương. Cảm ơn cháu Quay nữa. Cái nào cũng là khổ hết. Đúng rồi. Bên nào ý như cái thùng nước. Mình múc hai thùng nước phải múc cho bằng đà con bằng nó mới là mình đi gánh được. Đúng rồi. Nhưng mà mình múc mà một thùng mà không có nước nữa sẽ rớt vào phía trước cái thùng phía trước. Thùng nặng thùng nhẹ sẽ nhủi hoặc là sẽ bật hơi, đúng không? Gánh không có được. Okay. Bây giờ cảm ơn rất nhiều chú ở cùng anh và chú ở cùng hai cháu. Rồi. Cảm ơn để ước gì mà được chị của mình để được đi được bước để tự làm tự ăn. Bây giờ quá bệnh như vậy thì lại khổ con cháu, lại khổ chị em ở nhà. Rồi khỏi ước. Bây giờ bà bây giờ hơn ước nữa. Bây giờ bà là nói chung hơn ước nữa, bà như nguồn nước con mừng rồi. Nguồn nước suối rồi. Quá khỏe. Sinh vì cuộc đời sống của dân tộc và thiên số. Cái tâm thân này nó cũng không có là gì. Nhưng mà tâm thân này chỉ có cái sức khỏe để cho mọi người thôi. Chứ cũng có lấy đồng tiền đồng bạc gì ai đâu. Luôn luôn đem để cứu giúp con người thôi. Cho nên trong tâm này thì luôn luôn lúc nào cũng có Phật, có Chúa mới kết nối với con đó Phật Vương. Rồi chúc sức khỏe. Thì đây á thì Vương cũng thấy rất là vui là một điều rằng là con bảo cái sức khỏe đã hồi phục rồi cô chú anh chị thì Vương rất là vui. Nhưng mà cô ơi cho con hỏi, nhưng mà hỏi cô thì cô cũng không có biết tiếng Kinh. Bây giờ mình hỏi lại chị đi, chị ơi cho em hỏi là bà là mẹ của chị đó là được bao nhiêu con được không? Nhà có 5 chị em mà có chồng có con hết rồi mà chỉ có mình chị là chăm mẹ. Rồi chỉ có mình chị là chăm mẹ thôi. Là chị là Út đúng không? Không, Thứ. À thứ mấy chị? Chị hai, chị ba tới chị. Chị là ở đây là không phải là cả và Út đúng không? Ở đây là ai thương mẹ thì cứ ở lại lo cho mẹ thôi. Chị là tất cả anh chị là đều đi lấy vợ lấy chồng hết rồi. Chị là cái cuộc sống mình là chỉ lo cho mẹ vậy thôi. Rồi chồng mình đâu? Hồi nãy giờ thì em vô đây em không thấy chồng của chị. Chồng đi là đi làm. Chồng đi làm công việc gì? Cũng đi làm thuê làm mướn như ta. Là ở đâu? Bên thành phố. Thành phố? Thành phố Phan Rang hay là thành phố nào? Phan Rang á. Đi Phú Hồ. Đi phụ là hàng tháng chồng mình đem về bao nhiêu tiền? Có nhiều thì được 2 triệu, có bữa được 500-600. Là một tháng hay là một bữa? Mà tháng. Tháng 500-600. Sao sống đủ? Thấy là cái cuộc sống của mình vậy là đã sống hoàn hảo chưa? Chưa hả? Mình thấy mình khổ không? Dạ khổ. Vì là mình có bây giờ là mình đã có cho mẹ có một cái sức khỏe đi đứng lại bình thường rồi. Rồi em có, chị có một cái ước mơ gì cho gia đình của mình hay không? Ước mơ chị không? Có gì thì có con bò để trang trải cho lo cho cha mẹ. Thôi đừng khóc con. Bữa nay đi được rồi mừng đi con. Chuyển vô vào cuộc sống chứ từ từ. Nói chung mà bà con ở đây khổ quá mà. Khổ rất là nhiều của chú anh chị. Nói chung là cô đây thì đã 4 năm liền nằm liệt và chị lo lắng cho mẹ đúng không? Dạ. Thì rồi là chị chưa có một cái ước mơ là có một tí xíu kinh phí để nuôi bò thôi đúng không? Để cho cái cuộc sống mình trang trải. Hồi nãy là ba của chị làm gì? Ba đi chăn bò mướn. Ba đi chăn bò mướn. Là bao cho mọi người là tính hàng tháng hay là tính hàng năm hay là tính tháng tháng một triệu. Trời ơi. Rồi chăn được bao nhiêu con bò? Hai cái nghé hai con. Thôi đừng khóc con.
Bữa nay là ngày vui con. Thì bây giờ thì cô nhưng mà cô đã có một cái gọi là một cái sức khỏe rồi, cô rất là vui và con cảm ơn thầy rất là nhiều nha. Trách nhiệm và của thầy cảm ơn con. Cô đã dẫn tới là người chị của, nói chung là mấy bữa giờ cô cũng dẫn đi rất là nhiều, nhưng mà cô nói rồi ngày hôm nay cũng có là chị mà mình bỏ qua đây mình mới biết là chị ruột ai nhì, là chị ruột và chị ruột thứ của chú anh chị thì mình mới biết được. Thì nói chung là cô này cô phiên dịch đó thì cũng gọi là một cái tấm lòng rất là vàng quý báu luôn á của chú anh chị. Thì cũng mấy bữa giờ thì giỏng vương và thầy đi giúp đỡ bà con rất là nhiều này kia nọ, thì những ca bệnh đó thì cô ở đây thì cô nắm bắt rất là nhiều, và Vương đi thì cũng những cái ca bệnh của bên Vương nữa thì cũng nắm bắt rất là nhiều, nhưng mà bây giờ thì Vương rất là vui luôn. Thì bây giờ thì em cũng có một cái xíu phần quà là em gửi cho gia đình mình nha, để cho gia đình mình nó là gọi là trang trải cuộc sống, để cho cái cuộc sống của mình nó được bớt khổ và được cái sự may mắn mình phát triển bản thân và phát triển cái cuộc sống của mình thôi nha chị nha. Thì bây giờ thì Vương cũng có tí xíu phần quà gửi cho cô chú, cho cô và em và gia đình, để một tí xíu để phát triển cái bản thân và cái cuộc sống thêm nha. Tí xíu phần quà của cô chú anh chị và quý vị mạnh hùng Vương trong nước và ngoài nước tài trợ chương trình này nha chị nha, nha cô nha. Dạ thì Vương sẽ đọc tên của cô chú anh chị. Cô Nguyễn Mỹ Hảo ở Mỹ 500.000. Bà Hiền Ông Đạt ở Mỹ 500.000. Nhóm từ thiện Úc Châu. Khách hàng lò bánh mì Bago Sydney Úc Châu 1 triệu. Cô Xuân ở Mỹ 500.000. Cô Lâm Nguyễn ở Mỹ 500.000. Cô chú anh chị không báo tên 500.000. Anh Phú ở Vũng Tàu 500.000. Bà Hữu ở Hóc Môn 500.000. Cô Diệu Huệ ở Nhật Bản 500.000. Nguyễn Văn Châu, Nguyễn Hồi Dung, Nguyễn Hồi Dung Duy, Nguyễn Hồi Duy và 500.000. Chị Trang Nhớ ở Úc 500.000. Cô Trần Thị Mừ 500.000. Cô Diệu Đăng ở Thụy Sĩ 500.000. Nguyễn Thị Mỹ ở Canada 500.000. Cô Nga, cô Thị ở Mỹ 500.000. Cô Quảng ở Mỹ 500.000. Cô Hai Liền ở Úc 500.000. Cô Huệ quận 7 500.000. Giải ngân luôn cái số tiền của cô Huệ quận 7 luôn. Tuyên Linh ở Bà Rịa Vũng Tàu 300.000. Giải ngân luôn. Hô Trô 200.000. Giải ngân luôn cái số tiền luôn. Anh Siêu 500.000. Cô Diệu Huệ ở Liêu Gia Linh 500.000. Tổng cái số tiền của mình là 10.500.000. Thì cái 10.500.000 này thì em sẽ gửi cho gia đình mình có một cái kinh phí gọi là một cái ước mơ cho cái cuộc sống gia đình mình bớt khổ nha. Rồi mình ước mơ là nhà mình có bò, đúng không chị? Thì có thể là 10 triệu này thì mình có thể là mình mua được bò này, rồi mua những cái gì để bồi bổ sức khỏe cho mẹ, để cho mẹ đi đứng lại cho nó cứng cáp nha chị nha. Và mình có thể là mình ăn mừng luôn là một điều là Vương nói nghẹn quá của chú anh chị. Thì mình sẽ ăn mừng luôn là để mẹ đã thoát khỏi cái căn bệnh, không còn nằm nữa, đi nói được. Nói chung là những cái căn bệnh đó là mình
mình ráng cố gắng lên, nói chung là mình ăn mừng thôi nha. Mừng hả bà, mừng ha, bấy lâu nay không đi được bây giờ đi được rồi, rất là quý. Thì bây giờ thì Vân sẽ trao cái phần quà này cho chị luôn, là chị là con của cô, là để lo trong gia đình, là tất cả mọi chuyện là em lo hết đúng không? Chị lo hết đúng không? Dạ. Thì đây là một cọc là 5 triệu anh, em gửi cho chị 5 triệu, 10 triệu là 10 triệu 500 ngàn. Dạ đúng rồi, 10 triệu 500 ngàn. 1, 2, 3, 4, 5. Đây là 10 triệu 500 ngàn. Chị có một cái lời nói nào với tất cả cô chú anh chị và quý vị Mạnh Hùng Vương đã tài trợ chương trình này, đã cho mình một tí xíu phần quà này để cho cái cuộc sống của mình bớt khổ, bớt nghèo, bớt khó khăn không chị? Cảm ơn cộng đồng mạng. Cảm ơn cộng đồng mạng. Chỉ là dì hay như thầy. Dạ. Dạ. Đã là hỗ trợ cô. Giúp cho mẹ. Dạ. Vui đi cô. Không, anh là hỗ trợ là giúp cho mẹ và gia đình mình luôn, là để cho gia đình mình phát triển bản thân. Nhưng mà anh cũng mừng quá. Em cũng hy vọng là một điều là chị giữ gìn cái số tiền này cho nó đúng đắn, là mình mua bò để bỏ chung vô nguyên bầy, bầy bò đó là mình bỏ chung vô được không, hay là mình để ở nhà mình, để ở nhà mình cắt cỏ cho nó ăn, hoặc là rảnh rảnh rỗi mình chăn cho nó, ở đây rất là nhiều cỏ nữa thì mình chăn cho nó ăn uống nha. Mình ráng cố gắng lên để phát triển bản thân, cái cuộc sống của mình nha chị nha. Thì em cũng chúc mừng chị. Và nói chung là một lần nữa thì cô cũng cảm ơn thầy rất là nhiều đã ban sức khỏe cho cô. Dạ. Thì Vương cũng một lời nữa cũng rất cảm ơn cô chú anh chị và quý vị Mạnh Thường Vương trong nước và ngoài nước đã đồng hành những cái video của Vương để giúp cho bà con cô bác và để bớt qua những cái khó khăn, những cái nguy kịch, những cái ngặt nghèo, những cái này cái nọ. Thì nói chung là Vương rất là vui là Vương có thầy kế bên hỗ trợ giúp đỡ cho bà con. Và Vương cũng cảm ơn tất cả cô chú anh chị và quý vị Mạnh Thường Vương cùng đồng hành với Vương để giúp cho bà con bước qua những cái cực khổ và nghèo khó và khó khăn. Và con cảm ơn rất là nhiều ạ. Và thầy con có một lời nào nói với tất cả cô chú gì không thầy? Thì ngày hôm nay đó là Lương Y Võ Văn Phố cũng có cái nhân duyên rất là tốt. Chắc có thể là Chúa và Phật ban cái động lực này để giúp cho bà, là bấy lâu nay là bà nằm không ẩm bồng, không đi được, mà không nhúc nhích gì hết trơn á, nửa thân. Mà ngày hôm nay là có một cái động lực, một cái tinh thần của Lương Y Võ Văn Phố rất là mãnh liệt, hết sức cái mình và hết sức cái tâm để đem lại cứu giúp cho bà. Rồi bây giờ bà đã đi được lại vững vàng và không có bê nữa cả nhà. Bà đi thấy là thấy cứng cáp rồi đó. Cũng xin gửi lời chúc với cho bà đầy sức khỏe nha. Cũng gửi lời chúc cho cả nhà cộng đồng bạn gần xa trong vòng ngoài nước luôn luôn sức khỏe, mạnh lành và đầy nghị lực trong cuộc sống nha. Rồi. Dạ. Thì con cũng cảm ơn thầy rất là nhiều ạ. Thì nếu mà ngày hôm nay gọi là một cái phép màu đặc ban tới gia đình mình, ông bà cô ha. Dạ. Thì một cái phép màu thì nó mà rất là tuyệt vời luôn. Và con cũng cảm ơn Chúa và cảm ơn trời Phật, cảm ơn tất cả những người đã khúc mặt khúc mày và những người xung quanh cả thế giới này và cả những người xung quanh bên con. Và con cảm ơn tất cả mọi người đã đồng hành với con. Và con cảm ơn thầy rất là nhiều nha. Trách nhiệm của thầy mà con. Thì ngày hôm nay thì Vương cũng rất là vui. Nói chung là Vương hay Vương nãy rồi Vương cũng vô đây, Vương nói rồi ơi sao mà nằm liệt như vậy. Vương nói thì đã nằm 4 năm rồi, 4 năm liền cô chú chị nha, mà không có gì hết. Nhưng mà mình thấy cái cuộc sống của cô đó, nằm liệt luôn, mình thấy rất là xót xa luôn. Mà mình suy nghĩ nó hơi cầu mong sao là đỡ chút nào hay chút nấy, nhưng mà cô tự dậy và đi được luôn. Gọi là mình nói thì mình không thể tả nổi, mình không suy nghĩ được một điều gì luôn cô chú chị ạ. Thì bây giờ vậy này, rồi cô giả đò đứng lên, tự đứng lên, đứng tự đi lại thử. Bữa nay sức khỏe rồi được chị. Tiền nữa, mèn đét ơi. Đó,
đứng vững vàng luôn cả nhà, đi luôn cả nhà. Ôi ôi của hết biết rồi, cái vấn đề này không thể nào mà tả được cái cảnh này. Nhưng mà cô ráng cố gắng cô rồi quay lại đi cái con này nha, cô nha. Quay lại đi, tập đi nha, quay lại đi rồi, đó, cô quay lại đi. Quá là đi không bê luôn, vô đi cắn cứng luôn, không dịnh luôn nha cô, vững luôn nha. Quá mừng luôn. Rồi từ đây về sau bà đi được rồi đó, cô không còn ẩm nữa rồi đó, đỡ đi một phần nào mệt nhọc trong gia đình ha. Ờ, mẹ của mình đi được rồi, không còn ẩm bầm gì dắt nữa. Chị hơi chúc mừng bà. Một lời nữa con cũng cảm ơn nha, và thay mặt gia đình cũng cảm ơn rất là nhiều cô chú anh chị và quý vị mình Hồng Vương. Chắc là bây giờ thì mình khép lại cái video luôn nha thầy. Rồi dạ, và em về luôn nha chị nha, con về luôn nha cô nha. Rồi Lương con Y Võ Văn Phú xin nha. Tạm biệt, chào cả nhà cộng đồng mạng gần xa trong vòng ngoài nước ha. Đón xem video mới, rồi chào cả nhà, tạm biệt. Rồi đi Vương và ơi. Bây giờ thì nói đi. Vương cũng rất cảm ơn cô chú anh chị, và bây giờ Vương sẽ khép lại cái video. Thì mong cô chú anh chị và quý vị mình Vương trong nước và ngoài nước cùng đồng hành với Vương những cái video tiếp theo, và cũng mong cô chú anh chị và quý vị mình Hồng Vương hãy để lấy cho thầy một like, một đăng ký và một cái chia sẻ, và đừng quên là để cho Vương nữa nha, để cho Vương một cái like, một cái đăng ký, một cái chia sẻ, để Vương có một cái động lực Vương đi trên thế gian này, Vương để giúp đỡ cho bà con vượt qua những cái khó khăn, vượt qua những cái nghèo, vượt qua những cái đau khổ nha cô chú anh chị nha. Và bây giờ thì Vương xin tạm ơn tất cả mọi người, và cảm ơn Chúa đã ban phép màu cho cô và bây giờ Vương xin tạm dừng và bye bye cô chú anh chị.